Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Và ngay sau đây là những thông tin mới nhất được chúng tôi cập nhật trong 24 giờ qua. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Nóng rực, 37 hành khách may mắn thoát nạn vụ sạt lở, kể lại giây phút cận kề cõi âm. Sôi máu khi biết được lãnh đạo tỉnh bao che cho chủ vườn sầu riêng tát quái từ trước năm 1975. Thưa quý vị, những ngày vừa qua, dư luận không khỏi xót xa bởi sự ra đi của 3 chiến sĩ cảnh sát giao thông và một người dân trong vụ sạt lở tại đèo Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Mới đây, lời kể của vị tài xế cùng 36 hành khách may mắn thoát nạn vào ngày hôm đó một lần nữa phơi bày nhiều uẩn khuất. Nhưng bất ngờ nhất là lời khai của chủ vườn sầu riêng khi họ khẳng định đất nơi này được nhà khai hoang từ trước năm 1975 và thông tin trên báo chí đã làm ảnh hưởng đến gia đình. Đã thế, lãnh đạo Ủy ban dân tỉnh còn phát biểu một câu rất ngô nghê để bao che cho chủ vườn sầu riêng. Nói chung là lỗi tại ông trời mưa cực đoan và tại đất ba gian kết cấu yếu. Vậy tại sao trước năm 1975 nó phương sạt? Tại sao đất yếu? Liệu vị chủ tịch tỉnh có biết không? Cùng chúng tôi làm rõ ngay sau đây. 37 người thoát nạn bên mép vực khi đèo Bảo Lộc sạt lở. Theo đó, tài xế Võ Minh B, 52 tuổi kể, trưa 30 tháng 7 lái xe 45 chỗ chở 36 học sinh tiểu học cùng phụ huynh giáo viên đi du lịch ở Đà Lạt trở về huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Lúc này trời mưa nặng hạt, xe chạy 20 km/h chuẩn bị đổ đèo. Đến trước trạm cảnh sát giao thông Madagui, ông bất ngờ nghe tiếng ầm ầm, đất đá đập vào bên mạn phải ô tô. Trong vài giây, xe bị một lực rất lớn đẩy qua bên kia làn đường. Đuôi xe húc đổ giải phân cách ngã xuống bờ vực sâu hơn 200 mét, phía dưới là dòng suối chảy qua, ông về nói. Nhiều hành khách ngồi ở giữa và đuôi ô tô hoảng loạn chạy dồn về phía đầu xe để giảm sức nặng tránh xe trôi xuống phía dưới. Lúc này nam tài xế hô hoán, chạy xuống hết. Một số khách mở cửa chạy ra ngoài, có người đập kính cửa sổ, đầu xe bế con chui ra đường. Sau khi hỗ trợ khách thoát khỏi xe, ông B nhìn về hướng trạm cảnh sát giao thông Madagui, thấy trụ sở bị đất đá nằm sụp mái tôn. Nhiều bức tường gạch đổ, núi đất đỏ vùi lấp nhiều ô tô bên cạnh các thanh sắt, làm cột nhà đã bị cong vênh. Từ trong khe hở ở đống đổ nát, ông nghe tiếng kêu cứu nên đã chạy đến tiếp cận. Lúc này, một cảnh sát giao thông đã truy thoát ra ngoài, quần áo bị rách dính đầy bùn đất. Còn một chiến sĩ cùng người phụ nữ đang ở dưới bức tường, gần ô cửa. Ông lấy đá đập bức tường để mở rộng ô cửa cho hai nạn nhân chui ra ngoài. Lúc thoát ra ngoài, họ bị thương khắp người, liên tục cầu cứu cho những người còn lại. Nam tài xế kể, tất cả hành khách sau đó được nhà xe, điều phương tiện khác đưa khỏi hiện trường. Bán nước giải khát cạnh trạm, ông M, 65 tuổi cho biết, hôm đó trời mưa cả ngày. Khi đang ngồi trong nhà, ông nghe tiếng gầm, đất đá từ một khoảng đồi trượt xuống như thác đổ lên trụ sở cảnh sát giao thông. Ông vội chạy lên hiện trường, nhưng bị đống đất đá kèm bùn nhão cao chừng 3 mét, chắn ngang đường. Lúc này, ba chiến sĩ từ bên trong trạm chạy ra ngoài, hô hoán bảo còn nhiều cán bộ ở bên trong đống đổ nát. Mọi người chạy đến hiện trường thấy nhiều đồ đạc bị đất vùi lấp. Tất cả đều nghĩ nạn nhân khó sống sót, song vẫn kêu lên, đáp lại chỉ là không gian im ắng. Sống tại đây 34 năm, ông mở cho biết lần đầu tiên thấy cảnh sạt lở kinh hoàng như vậy. Đèo Bảo Lộc năm nào cũng sạt lở, kẹt xe, ùn tắc. Nhưng đây là trận sạt nghiêm trọng nhất mà tôi chứng kiến, đến giờ vẫn còn ám ảnh, ông nói. Là người huy động xe múc xe ủi đến hiện trường đầu tiên để tìm kiếm nạn nhân, ông Đỗ Văn Quy, chủ doanh nghiệp xây dựng ở gần đó cho biết, núi đất đá khi đó đã chất đống cao hơn 3 mét, trải dài 50 mét. Sau tai nạn, trời mưa xối xả khiến bùn đất từ phía trên theo dòng nước trút xuống liên tục. Giữa vùng sạt lở rộng gần 300 mét vuông, hơn 20 phương tiện, thiết bị đào bới trong lớp bùn nhão nặc quánh. Gần 200 người thuộc nhiều lực lượng được huy động đến tìm kiếm nạn nhân. Đến 12 giờ hôm qua, tức là một ngày sau khi xảy ra sự cố, thi hài nạn nhân cuối cùng mới được tìm thấy. Trạm cảnh sát giao thông Madagui có lưng dựa vào khu vực đồi phía trên trồng sầu riêng thuộc thị trấn Đạ Mờ Ri, huyện Đa Hoai. Khu vực này có hình nón, có mảng xanh ít hơn, nằm giữa rừng với nhiều cây lớn. Chủ sở hữu khu đất từng trồng cà phê, mít, bơ, sau đó đổi sang sầu riêng vài năm gần đây. Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lâm Đồng, hai ngày trước sự cố, địa bàn chịu ảnh hưởng gió mùa Tây Nam nên có mưa lớn và dông kéo dài. Tại khu vực đèo Bảo Lộc, lượng mưa đo được từ tối ngày 29 tháng 7 đến 15 giờ ngày 30 tháng 7 là trên 190 mm. Đây được cho là nguyên nhân khiến nền đất bị yếu, dẫn đến sạt lở đèo. Khi bí thư tỉnh Bình Định đánh liều cam kết với dân. Thưa quý vị và các bạn, khi thông tin chủ trương dự án khu liên hợp gang thép Long Sơn và cảng chuyên dùng khu liên hợp gang thép Long Sơn tại thôn Lộ Diêu, xã Hoài Mỹ, thị xã Hoài Nhơn, nhiều ý kiến người dân tại thôn Lộ Diêu bày tỏ không muốn nhường đất cho dự án gang thép vì lo ngại ô nhiễm môi trường, xáo trộn cuộc sống. Bí thư tỉnh ủy Bình Định, ông Hồ Quốc Dũng khẳng định, tất cả những gì chúng tôi làm đều xuất phát từ sự phát triển của quê hương với mục đích để quê hương phát triển, đưa tỉnh nhà phát triển sánh vai với các địa phương, không ai suy nghĩ để làm hại đến nhân dân. Bí thư cũng phát biểu chắc định rằng, nếu sau này làm nhà máy thép có mét khối nước thải nào đổ ra biển, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Khói bụi của nhà máy cũng được thu gom để phục vụ cho lĩnh vực khác.
Tuy chưa nói rõ sẽ chịu trách nhiệm cụ thể ra sao, nhưng có lời hứa thế này rồi thì tính sau đi. Còn nhớ trước đây, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội ông Trung Ngọc Anh cũng từng quán triệt tuyệt đối không để bị động, sơ suất, sai sót trong phòng chống dịch COVID-19. Ông nói nếu Hà Nội mà bung mà toang, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Ấy thế mà ông Trung Ngọc Anh chưa kịp chịu trách nhiệm thì đã bị Bộ Công an bế đi vì tội đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát lãng phí lớn ngân sách nhà nước, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch COVID-19, gây bức xúc trong xã hội, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng. Cụ thể, vào tháng 6 năm 2022, Cơ quan Điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can bắt tạm giam ông Trung Ngọc Anh về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí để điều tra về những sai phạm liên quan vụ công ty Việt Á nâng khống giá kit xét nghiệm COVID-19. Quay trở lại với câu chuyện xây dựng nhà máy gang thép ở tỉnh Bình Định. Tại buổi thông tin chủ trương của tỉnh, nhiều ý kiến người dân tại thôn Lộ Diêu bày tỏ không muốn nhường đất cho dự án gang thép vì lo ngại ô nhiễm môi trường, xáo trộn cuộc sống. Ông Trần Văn Nghĩa, 68 tuổi, cựu chiến binh thôn Lộ Diêu bày tỏ, ông không muốn đi khỏi nơi này. Theo ông Nghĩa, nhiều người dân trong thôn bao đời nay gắn bó, sinh sống, làm ăn trên mảnh đất này nên không muốn đi nơi khác. Ông Đinh Thanh Tiến, 68 tuổi, thôn Lộ Diêu, chia sẻ với cuộc sống hiện tại, người dân sinh sống ở nơi có biển, rừng, ruộng đồng, thu nhập ổn định, già trẻ đều có việc. Vì vậy, khi nghe dự án, hầu hết bà con rất lo lắng, không muốn đi khỏi nơi an cư lạc nghiệp. Ghi nhận ý kiến của người dân, Chủ tịch UBND Bình Định Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, dự án chưa triển khai. Lãnh đạo tỉnh đang lắng nghe nguyện vọng của bà con và khi đủ 5 điều kiện, tỉnh mới trình phương án ra Trung ương, Chính phủ quyết định. Dự án muốn được tỉnh thông qua cần phải đảm bảo 5 nguyên tắc, công nghệ tiên tiến hiện đại, đảm bảo môi trường, sinh kế người dân khi tái định cư, không vi phạm các di tích lịch sử, danh thắng thiên nhiên đã được công nhận. Đặc biệt, địa danh thôn Lộ Diêu và các tổ chức chính trị xã hội của thôn này được giữ lại như hiện nay, ông Tuấn khẳng định. Có mét khối nước thải nào đổ ra biển, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Bày tỏ sự chia sẻ với những tâm tư tình cảm của bà con, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng khẳng định, việc tái định cư sẽ được thực hiện ngay tại thôn Lộ Diêu, bà con vẫn ở trên mảnh đất này và đánh cá tắm biển ở đây. Theo Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, hiện thu ngân sách nếu trừ tiền bán đất, tỉnh chỉ đáp ứng được 40% chi cho nhu cầu địa phương, 60% phải xin Trung ương. Bình Định vốn đi lên từ nông nghiệp nên gặp rất nhiều khó khăn, nếu chỉ dựa vào cây lúa, củ khoai thì kinh tế khó khăn. Tất cả những gì chúng tôi làm đều xuất phát từ sự phát triển của quê hương, với mục đích để quê hương phát triển, đưa tỉnh nhà phát triển sánh vai với các địa phương. Không ai suy nghĩ để làm hại đến nhân dân, ông Dũng nói. Riêng nhà máy gang thép Long Sơn, ông Hồ Quốc Dũng cho biết sẽ gắn liền với cảng biển. Ông Dũng khẳng định, bất kỳ nhà máy nào làm ảnh hưởng đến môi trường sẽ ngay lập tức bị buộc dừng. Nếu sau này làm nhà máy thép có mét khối nước thải nào đổ ra biển, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Khói bụi của nhà máy cũng được thu gom để phục vụ cho lĩnh vực khác, ông Dũng nói. Vì ý kiến người dân muốn làm dự án du lịch hơn là gang thép, ông Dũng cho biết hiện tỉnh vẫn phát triển du lịch, tuy nhiên nếu chỉ làm du lịch sẽ không có đóng góp đáng kể vào ngân sách, vì vậy cùng với phát triển du lịch cần phải có sự đột phá từ công nghiệp để tạo cú hích.